Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của Phúc Ba. Quý vị và các bạn thân mến, trong sáng nay thì ngày 2 tháng 10 thì các lực lượng đã tiếp tục tìm thấy một thi thể của một nạn nhân trung tuổi. Đấy, và bây giờ thì công tác tiếp tục sẽ thông đường, thông tuyến quốc lộ trong sáng nay và sẽ vì là sẽ đã tìm được hết các nạn nhân rồi thì công tác sẽ được đẩy nhanh hơn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa các lực lượng chức năng tìm kiếm cứu nạn vừa lấy ra được một chiếc xe, chúng ta có thể thấy là phải nói là khủng khiếp, đẹp rúng luôn. Chiếc mũ bảo hiểm và yên xe của nạn nhân. Đây là chiếc xe được cho là của nạn nhân thứ tư tìm thấy trong sáng nay. Và có thể thấy là một chiếc xe bị biến dạng. Cái đó chiếc mũ bảo hiểm thì cũng vẫn còn, nhưng thì đã bị vỡ rồi. Vâng, đây là chiếc xe Ram của chú gì ở trên Tân Quang ấy. Chú lúc nãy vừa tìm thấy ạ. Vừa tìm thấy anh. Vâng. Bẹp rúm luôn này. Vâng. Con này có nút máy không? Vỡ rồi. Honda nhỉ? Không. Long Xin à? Cái gì đấy? Guzida. Guzida. Xe này là lạ nhỉ? Vứt xe tàu mà. À thế ạ. Xe của ông ấy đây ạ? À? Vâng. Xe nước ngoài đấy. Tất nhiên là xe nước ngoài rồi. Nhập khẩu. Ui đây này, cái này càng này gãy. Ngoài xe tàu ấy. Xe nước ngoài Honda. Không mũ bảo hiểm. Mũ bảo hiểm vẫn nguyên. Vỡ một tí. Máu vẫn còn dính ở trên mũ, chắc là bị vào phần đầu rồi. Thì cái này là đè vâng. Phủ kín người luôn. Đúng rồi. Và mũ vẫn còn máu, rỉ máu. Chắc là bị xe đè lên hay sao? Xe đè lên, nếu ông này vâng. Vâng. Thực ra lúc này thì cũng phát hiện được, tại vì là trôi mà. Vâng. Xoắn thế này. Vâng. Có khi là nó bao nhiêu vòng mà chứ. Đúng rồi. Nó đẩy với lực nó khủng khiếp như thế. Từ bên này sang bên này. Vâng. Chưa nói chứ nó ngồi yên. Quá khủng khiếp. Là biết. Là may mắn là cũng đã tìm hết được 4 người rồi. Tìm hết rồi. Bây giờ thì tập trung vào công tác thông tuyến thì nhanh thôi. Gần rồi ạ, nhưng mà cái vẫn là trường chính thì nó vẫn là bên chỗ cái cây kia anh ạ. Kìa, cái cây đang đứng kìa. Cây đứng là tụt xuống à? Vâng, tụt xuống. Nó tụt từ trên xuống, cây vẫn như trồng. Sẽ phải được triển khai và theo nhóm phóng viên nghĩ rằng là tầm khoảng 1 tiếng đồng hồ nữa thôi thì tuyến sẽ được thông. Tuy nhiên thì các lực lượng chức năng cũng khuyến cáo rằng là phía bên kia đang có nguy cơ sạt thì sẽ phải được cơ quan chức năng kiểm định độ an toàn thì mọi phương tiện và người mới được lưu thông. Quý vị và các bạn thì hãy kiên nhẫn và bình tĩnh để chờ, bởi vì cái chỗ bên kia thì quý vị và các bạn biết rồi thì rất là nguy hiểm, không thể là nhanh được, mà chúng ta phải kiểm định làm sao mà độ an toàn của cơ quan chức năng thì mới có thể lưu thông. Chúng ta thấy là cái lượng đất đá, đất bùn trong vài ngày qua, trong vài hôm vừa rồi
thì chúng ta đã thấy rằng là rất kinh khủng. Trong sáng nay thì một nạn nhân thứ tư đã được tìm thấy, được xác định là người đi xe máy tên là Nguyễn Viết Cuộc, sinh năm 1960, sống tại thôn Tân Tiến, xã Tân Quang, huyện Bắc Quang. Và hiện tại thì thi thể của chú thì đang được đưa đến bệnh viện Bắc Quang để làm công tác khám nghiệm tử thi và sẽ bàn giao cho gia đình để làm mai táng theo nghi lễ của gia đình. Nhóm phóng viên và báo Hà Giang xin chia buồn cùng gia đình chú và mong gia đình chú sẽ chiều hôm qua thì các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn cứu hộ đã tìm thấy thêm thi thể một nạn nhân mất tích, và trong sáng nay lại tiếp tục tìm thêm được một nạn nhân nữa. Vừa nhóm phóng viên vừa cập nhật thông tin vừa rồi, đó là chú Cuộc, sau là ở thôn Tân Tiến, Tân Quang của huyện Bắc Quang. Rồi và cả tại hiện trường thì có cả một chiếc xe máy Dream nữa. Và tính đến 17 giờ chiều hôm 1 tháng 10, mưa lũ đã làm 4 người chết, 2 người mất tích, và đã đến sáng nay thì đã tìm thấy một nạn nhân rồi. Thì còn hiện tại còn một nạn nhân nữa ở thôn Thượng Mỹ, xã Việt Vinh thì vẫn chưa tìm thấy. 9 người bị thương do sạt lở đất tại địa bàn huyện Bắc Quang. Toàn tỉnh có 379 nhà ở bị thiệt hại và 118 nhà tại 9 điểm. Chúng ta có thể thấy là hiện tại là đang huy động tối đa là đến 6 chiếc máy xúc. 6 chiếc máy xúc và 1 chiếc máy xúc lật. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin của các lực lượng thì sẽ cố gắng sẽ thông tuyến trong sáng nay. Tuy nhiên thì xin nhắc lại là còn đảm bảo về cái an toàn cho cái phương tiện và người lưu thông thì cần phải có cơ quan chức năng thẩm định lại cái tà luy dương phía bên đồi, bên kế này. Sẽ phải thẩm định lại xem là có an toàn để đảm bảo cho người và phương tiện đi qua không. Còn lưu thông thông đường thì chắc chắn thì trong sáng nay sẽ thông được. Bởi vì là phải đảm bảo thì các cơ quan chức năng thì mới có thể là cho di chuyển.
Xin quý vị các bạn thân mến, là nếu quý vị các bạn đang xem đang xem bản tin thì quý vị đừng gọi điện nhé, bởi vì phóng viên đang dùng điện thoại để live nên quý vị và người quen hết sức thông cảm là vâng, tín hiệu phòng nhóm phóng viên đã thấy xoay rồi, không biết là còn đảm bảo nữa không. Như vậy là chiếc máy xúc màu cam đã bước vào giữa rồi, bước vào giữa cái cổng giữa đầu Bắc Quang và đầu Hà Giang rồi. Đấy, tạm gọi là như thế bởi vì là khán giả có thể nói là rất là sâu. Do địa bàn thì và nhất là đứng ở trong cái khu vực này, hôm kia đó thì cũng đã nhóm phóng viên cũng đã di chuyển phía về phía bên này để có cái hình ảnh tốt nhất để gửi cho quý vị khán giả. Tuy nhiên thì Giang xuống sang bên này một chút thôi thì đã đi mất sóng, thì không biết là hôm nay thì sóng nó cũng hơi quay, mong quý vị khán giả hết sức thông cảm bởi vì là do cái sóng đường truyền nó không được tốt lắm. Và ở đầu phía bên trên thì chúng ta có thể thấy là đồng chí phó bí thư Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn thì túc trực ở đây từ rất là sớm, chỉ đạo trực tiếp các lực lượng tìm kiếm người mất tích. Và sau khi tìm thấy nạn nhân thứ tư thì đồng chí đã chỉ đạo rằng là sẽ khẩn trương sẽ cố gắng thông đường sớm nhất có thể, và sau đó thì cơ quan chức năng sẽ thẩm định cái chỗ mà có nguy cơ sạt lở để có đảm bảo an toàn không, để cho người và phương tiện có thể lưu thông hai đầu. Vâng. Chúng ta có thể thấy là ở đằng ấy đồng chí đã đi vào rất gần chỗ đấy, được cảnh báo là rất là nguy hiểm. Thưa quý vị và các bạn, chỗ cầu bị thì các cơ quan chức năng đang sửa lại cái móng, hay còn gọi là trụ cầu, thì không biết là cái xe nhỏ thì vẫn có thể lưu thông, còn xe khách thì trọng tải lớn thì không biết là có lưu thông hay không, thì chắc là không được, bởi vì là sẽ phải đang sửa chữa. Quý vị các bạn có thể thấy là một chút nữa thôi thì sẽ thông tuyến.
ơn mọi người đã theo dõi và luôn quan tâm tới quá trình tìm kiếm cứu nạn và cũng như là thông tuyến đường. Chúng ta mới bị chia cắt tuyến đường quốc lộ 2 hơn 3 ngày qua. Tuy nhiên chúng ta cảm giác là thấy dài dằng dặc và có cảm giác không biết quý vị khán giả như nào, có cảm giác một cái gọi là khoảng cách rất là lâu. Chúng ta có thể nhìn thấy cái khối đất đá như thế này thì hình dung nó quá khủng khiếp. Và sau những ngày thông đường thì cái lượng đất đá này sẽ là cũng là một cái khó khăn, và không biết sẽ là làm sao cho nó hợp lý, bởi vì là khối đất đá này thì gặp nước thì nó sẽ rất là nhão, nó như kiểu là dạng bê tông luôn. Thưa quý vị và các bạn, thì không đến chiều đâu ạ, trong sáng nay thôi. Tuy nhiên thì theo các lực lượng chức năng thì sẽ thẩm định lại cái chỗ tả ly dương mà sát cạnh chỗ sạt lở này đang có một cái vết trượt rất là rộng và có nguy cơ sạt lở, thì phải thẩm định lại của cơ quan chức năng thì mới được phép người và phương tiện giao thông lưu thông. Nên quý vị khán giả là hết sức bình tĩnh và tuân thủ theo sự hướng dẫn của các lực lượng chức năng cũng như là phân luồng để đảm bảo an toàn nhất. Chúng ta hãy bình tĩnh. Những sự việc vừa qua thì chúng ta đã thấy rồi, nó rất là vô cùng là bi thương. Chúng tôi mong quý vị khán giả hết sức bình tĩnh và tuân thủ theo sự hướng dẫn của cơ quan chức năng. Chúng ta không thể đùa được với sạt lở như vậy được. Sạt lở là rất là mối nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Chúng ta thấy trong những thời gian vừa qua, nhà nước chúng ta và các lực lượng chức năng, rất là các tổ chức xã hội và mọi người đã phải tốn công tốn sức rất nhiều, vừa tìm kiếm vừa khắc phục. Thật sự là quá mất mát, quá lớn luôn. Thưa quý vị và các bạn, vẫn là câu hỏi mà tầm bao giờ thì sẽ thông. Quý vị và các bạn thân mến, thông thì sẽ là theo quý vị và các bạn biết là với cái sức triển khai quyết liệt và nhanh chóng với lại lực lượng mạnh như thế này thì chỉ trong tầm khoảng 1 tiếng đồng hồ nữa thôi thì sẽ thông. Và tuy nhiên thì để tuy nhiên nhé, quý vị các bạn xin nhắc lại, tuy nhiên thì để phương tiện và người giao thông để thông thì chưa thể xác định được, bởi vì là sau khi chúng ta thông được tuyến đường thì sẽ các cơ quan chức năng sẽ thẩm định lại cái tà ly phía bên cạnh, phía đầu phía Hà Giang đấy ạ. Nếu mà đảm bảo thì sẽ cho phép người và phương tiện lưu thông. Còn hiện tại thì tuyến đường thì đã sắp thông rồi.
thưa quý vị và các bạn, vẫn là câu hỏi là thông chưa, thì như nhóm phóng viên đã đưa thông tin tới quý vị khán giả là sẽ là chắc chắn trong sáng nay thì sẽ thông. Tuy nhiên thì là do để đảm bảo người và phương tiện khi lưu thông thì cơ quan chức năng sẽ phải thẩm định lại cái tà luy dương phía bên đầu Hà Giang đang có nguy cơ sạt lở rất là cao, thì để đảm bảo nếu cơ quan chức năng đảm bảo an toàn thì lúc đó thì các phương tiện mới được được lưu thông. Còn bây giờ thì như quý vị các bạn có thể biết rằng là đây là gần như là đã thông rồi, chiếc máy xúc ở đằng giữa kia. Con máy đào máy xúc này, hai con đứng ra sau mỏm đất thôi, để con hết xuống cuối. Còn con kia thì thôi, nhưng con gạt xuống cái máy ở phía ngoài thì gạt thôi. Chúng ta mới bị chia cắt tầm 4 ngày thôi. 4 ngày, tuy nhiên chúng ta thấy là cái thời gian dài dằng dặc. Cài lại vào chỗ nào nhỉ? Phải cài lại đấy. Phải không? Anh đâu rồi này? Đâu, anh vào đây, đây. Vào cái video đấy rồi. Ừ. Sóng yếu nhỉ? Ôi, 42 vạch thì Viettel càng đét luôn. Thế lăn nó like Viettel luôn. Anh có mạng Viettel nào? Không có. Của em cũng pin à? Viettel của em căng ngay mà. Viettel của em 4 vạch căng đét này mà. Vâng. Lấy like ở dưới kia đấy căng đét mà bây giờ lên đây phải. Không phải đâu, không phải đâu. Viettel anh nhìn chạm Viettel kìa. Hay là hết dung lượng là thế nhỉ? Mẹ sắp thông đến nơi. Hay là mẹ em. Ừ. Để em đăng ký mạng. Ừ, đăng ký đi. Ơ này lại ngồi xuống lại 4 lại căng đét. 4 con khỉ mạng của Viettel nó không khỏe.
như vậy là tuyến đường đã được gần như là thông rồi. Tuy nhiên vẫn phải chờ cơ quan chức năng để thẩm định lại. Không phải thẩm định mà không thành thẩm định lại mà thẩm định cái độ an toàn của ta luy dương phía bên mạn Hà Giang. Đấy, bởi Phúc đang đứng ở tại vì nhiều xe quá chạm nhau ấy nhỉ, chạm nhau ngay chỉ cái làm, nhưng mà chỗ này vẫn sát quá nhỉ, chỉ thông thôi. Anh nhìn đến nước thì trong này vẫn xảy ra ồn ào, thì ở trong kia cũng xảy ra như thế rồi đúng không ạ? Dạ, thì mất mạng đúng không ạ? Chắc là một tí nó chuẩn bị thông rồi mà cái này còn lên tiếp. Bé Linh ạ, à. Em quay rồi, anh bay đi. Trên không có một con kìa anh. Đâm nhau đi. Đâm nhau đi. Con thấy to hơn, lão Phúc lao vào nó, cứ đầu luôn. Thiệt mình đấy.
anh. Đấy, em phải làm cái thẻ nữa. À, đây đây đây. Quá quý cho cái này nhá. Đây, thế tắt cái em chụp cho. Đây. Tắt chưa? Chưa. À, thưa quý vị và các bạn, cũng như chúng ta có thể thấy rằng là tuyến đường chỉ một chút chút nữa thôi thì sẽ thông, và trong sáng nay thì lực lượng chức năng đã tìm cứu nạn, đã tìm thấy một nạn nhân cuối cùng, cho là tên là Nguyễn Viết Thuộc, sinh năm 1960 ở thôn Tân Tiến, xã Tân Quang, huyện Bắc Quang. Và sau khi tìm thấy nạn nhân cuối cùng thì lực lượng chức năng đã khẩn trương để nhanh để khai thông tuyến quốc lộ 2 km 49. Hiện tại thì như quý vị các bạn thấy là khối lượng đất đã được gần được xúc và sẽ đã thông rồi. Và bây giờ thì còn một chút nữa thôi thì sẽ thông. Xong sau khi cứu nạn thì công tác triển khai khắc phục sạt lở đã được tiến hành nhanh hơn, còn khối lượng đất đá đang được gạt vận chuyển sang ngang và vận chuyển đổ đi, thì dự kiến là tầm trưa nay là sẽ có thể hơn
tạm gọi là đường. Tuy nhiên là sau đó thì cũng phải cần phải nhiều ngày để tiếp tục khoan dọn các vị trí bị sạt lở. Chúng tôi tổ chức cho xe lưu thông luôn được không anh? Trước mắt thì là sẽ cho khi thông đường sẽ cho, tạm thời cho xe đi một làn, có sự hướng dẫn về điều tiết giao thông để đi các phương tiện đảm bảo an toàn. Sau đó thì công ty sẽ phối hợp cùng địa phương để phân luồng rồi là tiếp tục khắc phục các vị trí khối lượng bị sạt lở. Cảm ơn anh. Mình đứng vào này trong đi. Đứng ngoài mỏm đất sẽ sạt lở xuống. Cho đi một làn đường ở phía bên phải tuyến đường anh ạ. Vâng, còn cái bên đi một làn còn bên trái là bên dưới là tôi đang xếp cái đấy rồi, xếp rõ bên dưới và sau mà khi mà xếp xong rõ thì là được.
chút nữa thôi, quý vị và bạn có thể thấy là còn một chút nữa thôi thì sẽ xong. Thank you.
Quý vị và các bạn thân mến, quý vị vừa xem thấy cú máy xúc đang chuẩn bị lấy đà để thông nha. Quý vị và các bạn xem này. Và trước mắt thì đấy, chúng ta xem thấy nào, thông nào, thông, chúng ta xem thấy thông. Nào. Nào, đây là cú thông. Quyết định đây, thông rồi đấy, chúng ta thấy thông, đây là cú quyết định. Chính thức đã thông. Đó. Đi được rồi. Và trực tiếp là cục đường bộ và anh bí thư Hà Việt Hưng, bí thư huyện ủy Bắc Quang đã cùng với anh ở cục đường bộ đã thông đường. Đấy, bộ qua được rồi, đấy, qua đấy, chúng ta thấy chưa? Đấy. Anh đã quyết định đi bộ và bây giờ thì chỉ còn chờ là quyết định của cơ quan có thẩm quyền sẽ thẩm định lại cái tà lui trước mắt và sau đây thì xem là có đảm bảo để các phương tiện và người đi lại có an toàn hay không. Nếu an toàn thì trong chiều hôm nay thì chắc chắn các phương tiện và người sẽ được lưu thông. Tiên là bí thư huyện ủy Bắc Quang, anh Hà Việt Hưng, anh người thông tuyến đầu tiên và cuối cùng đi, cuối cùng là người đồng nghiệp của chúng tôi, phóng viên Hoàng Dinh. Dinh Clinh Tinh Tinh Tuyên Tuyên. Và tiếp theo là phóng viên của quân đội, truyền hình quân đội nhân dân Việt Nam, QNTV. Đây. QPVN, các anh cũng túc trực trong vài ngày qua để đưa tin. Đây. Chắc chắn một hình ảnh không rồi, một hình ảnh mong chờ các bạn ạ, mong chờ luôn. Có cảm giác là rất là lâu lắm rồi, cái cảm giác như đã tắc thật lâu rồi. Đây phía sau cũng là caramel của VNTV. Như vậy là theo giờ hiện tại là đã là 11:49, một con số rất là ấn tượng và tôi có liên tưởng tới là km 49 luôn, tức là 11:49 và đúng 49 km 49 và 11:49 cũng đã chính thức thông đường quốc lộ 2 km 49. Thật sự là cứ phải là 49, không phải, nó thực sự là nó một con số rất ấn, nó rất là ấn tượng, nó rất là ấn tượng. Đấy, trong những 4 ngày qua cật lực, các lực lượng chức năng cùng với dàn máy xúc và là các xe vận tải, xe ben lớn để di chuyển cái số đất để thông được tuyến đường và tìm kiếm người mất tích. Đây chúng ta có thể thấy là cảnh tượng, đây là cái đống đất đã được chỉ là một phần tìm kiếm ở phần tìm kiếm người mất tích, còn cái phần mà thông tuyến đường này thì đã được
chuyển tới một địa điểm khác. Bốn người chị ạ. Bốn người ở đây. Bên để cho các xe tiếp tục thông được. Đây, chúng ta nhìn thấy những xe khách di chuyển rồi. Những chiếc xe khách di chuyển thì sẽ cho việc các du lịch, khách du lịch cũng như là khách từ Hà Giang hay Hà Nội lên đều được lưu thông. Trong những ngày qua thì hai đầu, đặc biệt là những xe trọng tải lớn như là xe khách và những xe hàng hóa như thế này thì rất là đã không di chuyển được, và chúng ta cũng thể dễ thấy là hàng hóa ở trên Hà Giang cũng đã có chút biến động, đặc biệt là những chúng ta có thể đi đi chợ dễ thấy là hành lá các kiểu là cũng rất là hiếm, đúng không ạ? Rất một số mặt hàng khác nữa. Rất là cảm ơn các lực lượng đã làm hết sức mình để cho tuyến đường giao thông, và chắc chắn những chuyến hàng như chúng ta vừa thấy xe vừa rồi ấy, thì sẽ đảm bảo được bình ổn giá và đảm bảo các mặt hàng trên Hà Giang cũng như vùng cao. Thưa quý vị và các bạn, theo chúng tôi thì nhận được là cầu bị thì xe vẫn lưu thông một chiều, nhắc lại nha, xe lưu thông một chiều. Bây giờ thì sẽ phân luồng theo theo tuyến, tức là 30 phút Hà Giang, 30 phút Tuyên Quang, để đảm bảo cho hai bên. Xe ép cọc của Hải Phú cũng đã bị mắc kẹt, hôm nay cũng đã quay trở lại, và nhà nào đang chuẩn bị ép thì tiếp tục ép nhé. Các bạn Tây, xin chào các bạn Tây, các bạn vẫn yêu Hà Giang, mặc dù Hà Giang trong những hôm vừa rồi thì bị ảnh hưởng thời tiết và gây sạt lở một số nơi, và quý vị và các bạn cập nhật nhiều trên báo Hà Giang điện tử, báo Hà Giang, thì chúng ta thấy rằng là tối hôm sáng thứ ba tức là ngày hôm qua thì mưa rất to và khách du lịch đã gần như bị mắc kẹt từ sông Nho Quế lên khu vực Mã Pì Lèng. Quý vị các bạn mà nếu mưa to thì quý vị các bạn hãy dừng cái tour của mình lại để đảm bảo an toàn. Thank you.
hơn. Nếu quý vị đã nhận được thông tin từ chúng tôi cần theo chúng tôi quan sát thì chỗ này là đúng một cái đoạn cua mà vòng cung cho các bác nhé, quý vị khán giả nhé. Cứ bình tĩnh tự tin đi qua thôi. Chúc các bác tài thường lộ bình an nhá. Là tuyệt vời, nhìn thấy những dòng xe đi lại tưởng chừng rất là bình thường thôi, nhưng mà trong những ngày qua và ngay bây giờ thì chúng ta thấy một cảm xúc thật sự nó giống như là một cái tuyến đường nào đó đã được chờ đợi rất lâu rồi vậy. Những chuyến xe khách đã được đưa xuôi rồi. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn. Chúng ta thấy là bây giờ mật độ từ Hà Giang về Hà Nội
rất đông rồi, nhưng mà tuy nhiên chúng ta hãy tuân thủ theo sự chỉ dẫn của chút chập chờn, mong quý vị khán giả hết sức thông cảm. Chúng ta đang xem những hình ảnh mà những chiếc ô tô đi từ phía Hà Giang di chuyển theo Hà Nội, Hà Giang. Thân mến, là sóng có một chút chập chờn. Thưa quý vị và các bạn, đây là những chiếc xe máy được di chuyển từ phía Bắc Quang về Hà Giang, rất đông, trong đó có cả những du khách. Rất là cảm ơn quý vị và các bạn và các du khách vẫn luôn yêu mến mảnh đất Hà Giang. Mặc dù trong thời gian vừa qua thì do thiên tai lũ lụt, lũ quét đã làm ảnh hưởng rất nhiều các tuyến đường, nhưng mong rất là quý vị khán giả và du khách thông cảm và luôn luôn yêu mến Hà Giang. Điện cho anh Quyền nhé. Alo, anh Quyền à? Em sự với Phúc ở bên báo Hà Giang đấy ạ. Vâng, em muốn hỏi anh một hai câu được không? Bây giờ anh đang ở khu vực nào nhỉ? Đang ở nhà xác bệnh viện. À, đang ở nhà xác bệnh viện ạ?
Anh ở đấy lâu không anh? Em vẫn đang ở điểm Bắc Quang trên này, điểm tạm bên này. Vâng ạ, phỏng vấn ạ. À vâng vâng. Đúng đâu anh? Và tới đây thì video clip của Phúc Bang xin tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo.